chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28 tháng 8, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ở phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 28 tháng 8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có nơi có dông, trưa chiều trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rải rác có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa trời nắng, về chiều tối xuất hiện mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.